xung quanh nhiều luồng ý kiến khác nhau về động thái xin giảm thuế nhập khẩu của nhà máy lọc dầu Dung Quất, Bộ Tài chính đã chính thức đưa ra nhận định rằng đây là một đề xuất hợp lý. Bộ Tài chính đánh giá đề xuất của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn BSR, đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, xin điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu diesel, mazut và jet A1 của BSR để tháo gỡ khó khăn là hợp lý, đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước và sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, giữ được mức bảo hộ hợp lý theo cam kết tham gia các FTA. Trước đó, BSR cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay, thuế nhập khẩu dầu diesel từ nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc vào Việt Nam là 0%, trong khi đó sản phẩm của Trung Quốc vẫn chịu mức 10%. Cùng với đó, xăng nhập khẩu từ Hàn Quốc chỉ chịu thuế 10%, trong khi sản phẩm của Trung Quốc chịu mức gấp đôi.